đang ở phòng tắm ngước lên trần nhà người phụ nữ phát hiện một thứ khiến ai cũng nổi da gà đang ở trong phòng tắm ngước lên trần nhà tự dưng thấy có một lỗ thủng và thứ gì đó trông như bàn tay chắc hẳn nhiều người sẽ ngất xỉu chính vì thế khi hình ảnh về kẻ đột nhập được một người phụ nữ tới từ bang Queensland, Australia ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dân tình một phen đứng ngồi không yên. Được biết, nữ chính trong câu chuyện này là Sarina Raven, một nhà thiết kế trà Sống ở ngoài ô Brinkwood, cách thành phố Brisbane của bang Queensland, khoảng 20 phút đi về phía đông nam. Hiện tại, chị Sarina đang sống cùng với mẹ và Dượng. Mới đây, chị đã phát hiện ra gia đình của mình có thêm một thành viên mới. Theo hình ảnh chị chia sẻ cho thấy, trần phòng tắm đã bị thủng một lỗ nhỏ, và từ cái lỗ đó xuất hiện một thứ như chi của loài động vật nào đó, có móng dài quắp vào và đầy lông lá khiến ai nhìn cũng thấy sởn da gà. Thế nhưng với chị Sarina thì đây chẳng phải điều kinh dị gì cả. Các sinh vật kia chính là con trồng túi đuôi bằng chải và nó đã sống ở trên trần nhà phòng tắm nhà chị được một năm nay. Chính xác hơn, nó sống ở phần không gian, ở giữa căn hộ, ở tầng trệt của chị Sarina và căn hộ của Dượng và mẹ chị ở tầng trên cùng trong ngôi nhà ở sinh quốc của họ được biết con chồng này đã kháng thủng một cái lỗ trên trần phòng tắm và nó thường thò chân hoặc đuôi xuống rồi đợi chị Sarina vỗ về chị cũng thường xuyên cho con vật ăn thậm chí chị Sarina còn đặt tên chú chồng này là phút nữa cơ mới đây phút đã thò bàn chân của mình xuống chị Sarina đã nhanh chóng chụp lại bức ảnh và đăng nó lên một hội nhóm chuyên chụp những bức ảnh dìm hàng động vật trên Facebook rất nổi tiếng với tên gọi Raffi Photography Bài đăng của chị ngay lập tức trở nên vô cùng nổi tiếng với 27.000 lượt thích. Chị Sarina sau đó tạo ra một trang riêng cho chú tròn vút này. Chúng tôi sống với nhau rất hòa hợp, nó rất dễ thương và là con tròn biết giữ trật tự nhất nên tôi không ngại gì cả. Và nó cứ để cho tôi vỗ về bộ lông của nó qua cái lỗ đó. Chị Sarina vui vẻ chia sẻ câu chuyện với phóng viên nó đã có một nơi chốn ngủ nghỉ an toàn tôi hầu như ngày nào cũng vỗ về nó đó là một mối quan hệ rất vui vẻ cứ ban ngày thì nó đến để ngủ thì đến tối thì lại rời đi chị sarina cho biết tuy nhiên chị sarina cũng cho biết dù chị và phút sống rất hòa hợp nhưng chị đang lên kế hoạch sửa lại trần nhà phòng tắm tìm xem phút đã vào nhà bằng cách nào và cho nó một cái hộp để nghỉ ngơi ở ngoài trời qua cái lỗ thủng, chị Sarina đã từng nhìn thấy mặt, đuôi, lông và chân của Phút. Tuy nhiên, chị không chắc liệu mình đã nhìn thấy cả người Phút chưa, vì chị thường thấy sáu con trồn ở xung quanh nhà chị, không biết Phút có ở trong số chúng hay không. Tôi thường để vài quả táo ra ngoài, nhưng chúng mắt nhau hay sao mà cuối cùng tới 20 con trồn xuất hiện, và cuối cùng chúng đánh nhau. Chị Sarina vui vẻ kể lại. Mặc dù hầu như lúc nào Phút cũng biết cách cư xử, nhưng nó đã để lại một vết ố do nước tiểu trên trồng phần tắm gần cái lỗ thủng. Đó là một điều không thể tránh được đối với động vật hoang dã. Nó là vết bẩn mới và hy vọng ở trên đó mọi thứ không quá tồi tệ. Thật lòng mà nói, khi mà chúng tôi còn chưa biết đến nó vào nhà kiểu gì thì chúng tôi sẽ không thể ngăn nó được, chị Sarina chia sẻ tiếp. Theo các điều luật về việc bắt giữ và thả động vật hoang dã, nếu chúng tôi đặt bẫy nó chúng tôi sẽ phải trái nó về thiên nhiên Điều này sẽ khiến nó bị chết Vì thế nó có thể ở đây Chúng tôi dự định sẽ gia cố lại phần trần phòng tắm Trích lời chị Sarina Trái với sự hào hứng của chị Sarina Ban đầu mẹ và Dượng chị không hề thích vị khách này Theo đó mẹ chị thì nghĩ Phút dễ thương Xong cũng không thích việc nó làm hỏng ngôi nhà của họ Dượng chị ban đầu không thích Phút Xong khi nhìn thấy nó Ông lại có thiện cảm hơn trồng túi đôi bàn chải thường sống trên mái nhà hoặc trên trần nhà các ngôi nhà của người dân chúng là động vật hay có ở miền đông bắc australia các vùng phía tây tamania và nhiều hòn đảo ngoài khơi nước này